Xin chào chị em và các bạn, mình là Nemu của Nameless Gamer Channel. Thì trong video này mình sẽ review cho mọi người về võ sĩ Meliodas của sự kiện hợp tác là The Seven Deadly Sins, hay còn gọi là Thất Hình Đại Tội của bên Sệt bên Nhật. Thì sự kiện hợp tác này mình cũng không có hứng thú lắm, cho nên là mình chỉ lấy Elizabeth, và nếu mà dịch skill thì mình chỉ dịch skill của Meliodas và Elizabeth thôi. Meliodas là một võ sĩ đã tư chất 15. Thể loại võ sĩ là người mang sức mạnh lửa địa ngục và phản đòn. Ở viên 1 thì chúng ta có là Elizabeth, Ban. Ở viên 2 là có Psyche Demon và Ash. Ở viên 3 là có Haomaru và Ukiyo. Meliodas sử dụng vũ khí là kiếm ma thuật Lost Vance. Meliodas sử dụng huy hiệu rực lửa và hồn sách thần lực. Giới thiệu về võ sĩ thì Meliodas là nhân vật chính của anime The Seven Deadly Sins. Anh ta cũng là người dẫn đầu của nhóm thất đại tội của trái đất. Và anh ta sử dụng sức mạnh ma thuật là Full Counter Attack để có thể là gấp đôi sát thương ma thuật và có thể là phản nó lại người tấn công. Meliodas sở hữu cho mình là một hùng hổ. Sẽ nhận 55 nộ khi mà đồng minh hoặc là kẻ thù bị hạ gục. Nhận thêm nộ khi bị tấn công. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bộ kỹ năng, đầu tiên là độc chiêu. Tấn công một mục tiêu, tăng 8% tỷ lệ hút máu, 20% tỷ lệ tung độc chiêu cho tới hết trận. Hiệu ứng này có thể được cộng dồn tối đa 3 lần và không thể bị hóa giải. Có 50% gây choáng mục tiêu trong một lượt, gây hiệu ứng lửa địa ngục lên mục tiêu. Trong hai lượt, mỗi một lượt sẽ bị lượng đam thiêu đốt bằng với 150% tỷ số công của bản thân, không thể hóa giải, và cái lửa này sẽ không bị hấp thụ bởi cái nội tại của Nameless. Mục tiêu mà bị dính lửa địa ngục thì sẽ bị giảm 30% công, giảm 50% thủ và giảm 30% tỷ lệ hồi máu, hồi 20% HP và 200 nộ cho bản thân. Sẽ hút hiệu ứng lửa địa ngục của một đồng minh ngẫu nhiên để hồi 10% máu tối đa cho bản thân.
Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tuyệt kỹ. Bản dịch của mình lúc nào cũng sử dụng là đã thức tỉnh vũ khí. Tuyệt kỹ thần kiếm, tấn công một hàng ngang là hàng hai người, tăng 30% công thủ cho bản thân, tăng 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn trong vòng 2 lượt. Tuyệt kỹ lần này sẽ gây ra cái hiệu ứng gọi là sự sinh, là sẽ tăng thêm 30% đam nếu như mà máu của mục tiêu nhỏ hơn 50%. Cái hiệu ứng này là giống như là của con độc chiêu của vai, sẽ gây sát thương thêm bằng 25% máu tối đa lên mục tiêu hàng trước. Sát thương thêm này sẽ bỏ qua miễn không. Tăng 20% sát thương tuyệt kỹ lên mục tiêu mà bị dính lửa địa ngục. Tăng 25% tỷ lệ chí mạng cho bản thân. Tuyệt kỹ mà on counter attack, full counter. Khi bản thân đã sử dụng tuyệt kỹ vào lượt của phe ta và trong lượt của phe địch, nếu như mà nộ khí của bản thân đạt 2000 nộ thì sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công đó và sẽ chọn cái mục tiêu tấn công đó làm mục tiêu chính để thực hiện đòn phản công. Cái phản công này có thể được thực hiện là tối đa 3 lần trong vòng một lượt. Hiệu ứng của đòn counter attack này là tấn công một hàng ngang, tăng 30% công thủ, 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn trong vòng 2 lượt. Counter attack này nó sẽ có hiệu ứng là fatal, có nghĩa là hiệu ứng sinh sự, là sẽ tăng 40% đam nếu như mà máu của mục tiêu lớn hơn 50%. Cái này là giống là hiệu ứng độc chiêu của Major, và sẽ phụ thuộc vào dạng tấn công mà bản thân nhận được khi mà thực hiện phản công để tăng thêm đam. Nếu như đó là một đòn đánh thường thì sẽ là tăng 20% đam, độc chi thì là 25% và tuyệt kỹ là 30%, gây thêm sát thương bằng 20% chỉ số công của bản thân lên mục tiêu hàng trước, bỏ qua miễn không. Đòn counter attack này sẽ không gây hồi nộ và sẽ bỏ qua đam từ phản đòn. Trong vòng 2 lượt, tăng 25% đam lên võ sĩ kỹ và giảm 25% sát thương nhận được từ võ sĩ đả và võ sĩ vệ. Cuối cùng là chúng ta sẽ bước đến phần nội tại. Sẽ tăng sát thương cho nhóm 7 Deadly Sin, ở đây mình ghi tắt là 7DS, 10% tại level 1. Sẽ tăng thêm 30% cho bản thân. Tăng 35% kháng sát thương tuyệt kỹ, sát thương tuyệt kỹ cho bản thân. Nếu như mà số kẻ địch mà lớn hơn hoặc bằng 2 khi mà thời điểm mà bản thân được ra trận hoặc là sau khi hồi sinh thì sẽ nhận được là 7 trái tim quỷ. Nếu như mà máu của bản thân nhỏ hơn 50% sau khi bị tấn công thì sẽ tiêu thụ một tim
Nếu như mà đang có nhiều hơn một tim thì sẽ hồi 20% máu tối đa cho bản thân, sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ hồi máu. Hồi 200 nộ, giảm 50 nộ của bản thân để kích hoạt hiệu ứng là full counter. Hiệu quả này có thể được cộng dồn và sẽ được reset sau khi hồi sinh. Bản thân sẽ không bị gục ngã cho tới khi mà tiêu thụ hết tất cả những trái tim quỷ. Có nghĩa là nó có 7 tim thì mỗi lần mà bị tấn công nó sẽ bị giảm một tim, cho tới khi nào mà không còn tim thì nó là mới bắt đầu nó chết để hồi sinh. Gây thêm sát thương thêm lên mục tiêu mà dính hiệu ứng lửa địa ngục. Cái hiệu quả đam này nó sẽ được tính là bằng máu tỷ lệ 4% máu còn lại của mục tiêu nhân cho số lượng mà cái trái tim mà đã bị mất. Hiệu quả này sẽ được reset sau khi hồi sinh và sẽ bỏ qua miễn không. Sẽ hồi sinh một lần một trận, sau khi hồi sinh sẽ có full máu và 2000 nộ. Hiệu ứng là Eternal Gentleman, ở đây mình tạm dịch là mãi mãi là quý ông. Sẽ hồi 50 nộ cho bản thân khi mà đồng minh Elizabeth bị tấn công. Scourge of Surprise God, có mình tạm dịch là lời nguyền của thần tối cao. Thì là sau khi hồi sinh, cái nộ mà hồi được của cái hiệu ứng ở trên là Eternal Gentleman á, là sẽ bị giảm đi, là còn 25 rồi, chỉ còn bằng phân nửa thôi. Nhưng mà bù lại thì sẽ được tăng 25% sát thương tuyệt kỹ cho tới hết trận. Video của mình tới đây cũng là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy hay và bổ ích thì để lại một like, share, một đăng ký kênh và một bình luận. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.